Ngọt không? Tất nhiên là ngọt rồi, không cần thêm đường cũng ngọt nữa. Đồ quỷ. Nè, ăn chè đi. Có bỏ thêm gừng rất thơm đó. Cảm ơn. Phải rồi, tìm việc làm được chưa? Thời buổi bây giờ tìm việc làm không phải dễ. Không cần gấp, từ từ thôi. Nếu như không tìm được việc, chắc chắn cũng không có cơm ăn. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, tự mình ra làm ăn mới có tương lai. Ra làm ăn? Anh làm gì có vốn? Anh có người bạn, anh ta làm ăn giỏi lắm. Chỉ cần có ít vốn cũng có thể làm ăn mà. Dễ vậy sao? Có đáng tin cậy không vậy? Yên tâm đi, anh làm được. Ngày mai anh có hẹn với khách bàn chuyện làm ăn. Nếu thành công thì có thể lợi rất nhiều tiền. Thật không? Tiếc là anh không có tiền mời ông ta đi ăn. Em có tiền, anh lấy xài đi. Không không, anh không thể nhận tiền của em. Tiền của em của anh là sao chứ? Anh tính kỹ với em vậy à? Dù sao ở đây em không cần tiền xài, anh cứ cầm lấy đỡ đi. Nè, cầm lấy đi mà. Tiểu Quyên à, em tốt quá. Cho dù anh có phụ lòng tất cả mọi người trong thiên hạ cũng không thể phụ em. Đừng nói gì mà, người ta nghe thấy đó. Ăn chè đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Được. Anh ta về. Em tốt với anh quá. Em nhớ giữ sức khỏe. Về hả? Bye bye. Bye bye, bye, bye. Bye. Quang Minh à, không cần tiễn nữa. Em vào nhà đi. Được. Nè nè nè, không có sao đâu, không có sao đâu. Em có thể tìm đại một chỗ nho nhỏ mà làm đám cưới là được rồi mà, không sao hết đâu. Anh thiệt là nhiều chuyện, nghe lén em nói chuyện hả? Không phải đâu nha, em nhầm rồi, anh đâu có nghe lén chứ. Em nói lớn tiếng như vậy nên gió thổi đến tai của anh để anh nghe thấy mà thôi. Anh liệu hồn đó, về nhà thì biết em. Ô, cứu tôi với, cứu tôi với. Có người muốn giết mèo mập để mập cứu tôi một cứu. Mời Dung. Tiểu Tịnh à, kêu nhân lẹ lên đi. Bộ tôi có ba đầu sáu tay hay sao chứ? Kêu mướn thêm người rồi, thiệt là keo kiệt à. Cô còn nói nữa hả? Hai người dọn còn bàn à, mà lâu như là phim chứ chậm vậy á. Ông chủ à, tính tiền mà số 8. Nè, bắt trước Tiểu Quyên đây nè. Ông Mã ta cũng thấy không đủ người làm, hay mướn thêm người đi. Sao hả? Cùng một phe có phải không vậy? Làm việc đi. Bà Hoa, xin lỗi tôi đang dọn bàn. Bà chờ. Tôi không phải đến ăn cơm, Miêu Mập đâu rồi, kêu nó ra đây đi. Bà qua bà tìm anh Miêu có chuyện gì? Không việc gì đến cô, đây là việc của tôi và Miêu Mập. Nó đâu rồi? Vậy con kêu anh Miêu ra đây nha. Được, cảm ơn. Không cần tiếp đãi tôi đâu. Bà ngồi chơi nha. Bà nội à, bà đến tìm con hả? Nè, Miêu Mập, sao con nói láo quá vậy? Bà có nói lộn không vậy? Con đâu có nói láo gì đâu. Con không nói láo. Con nhớ con nói gì không? Con nói sẽ đến thăm bà nội mà. Bà nội chờ con á, dài cái cổ luôn à. Chờ riết cũng không thấy con đến chơi nữa. Như vậy không phải là nói láo sao? Là anh Thế Kiệt nói mà. Anh nói ở bệnh viện anh bận nhiều việc quá, còn bà thì phải nghỉ ngơi nhiều, nên kêu con không có việc gì thì đừng đến tìm bà. Là thật đó, con không có nói láo đâu mà. Em không ngờ tánh của bác sĩ Hoàng lại dí dỏm như vậy đó. Tính của anh ta hay giỡn lắm, lúc nào cũng làm cho người ta vui. Ăn đi chứ, cười cái gì. Về rồi hả? Anh Thế Kiệt à, không phải lỗi của tôi đâu, là bà nội kêu tôi tới đây thăm bà đó. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Con cần gì phải nói với nó chứ. Ăn đi. Nè Miêu Mập, con làm gì vậy? Nhìn nó làm gì? Ăn đi, ăn đi. Nhìn cái gì? Cứ việc ăn đi. Người ta không có rảnh để nói chuyện với con đâu. Con đừng có nói bừa, người ta trách con đó. Ta thì dễ thôi, ta đâu phải là viện trưởng, ta thiếu gì thời gian nói chuyện. Nghe không vậy? Má, má không hiểu đâu. Sao lại không? Con không muốn Miêu Mập tiếp tục nằm viện, muốn đuổi nó đi có phải không? Vậy thì đuổi luôn ta đi. Bà già này đã sống ở đây 20 mấy năm rồi, ta muốn tiếp đãi một người bạn cũng không được. Có quá đáng không? Con không đuổi ta đi là tốt lắm rồi chứ gì. Má, sao má lại nói như vậy chứ? Con đâu có nói là không cho anh ta ở đây. Má muốn anh ở lại thì tùy má.
Nè, con có nghe gì không Miêu Mập? Anh Thế Kiệt muốn con ở lại đây bầu bạn với ta đó. Ôi, hay quá hay quá. Vậy con sẽ ở lại với bà nội ha. Anh Thế Kiệt à, cảm ơn anh nhiều nha. Đa tạ anh, làm phiền anh. Anh Miêu à, anh vô đây đi. Chị Tố Phương à, căn phòng lớn như vậy để một mình tôi ngủ thôi sao? Anh là khách của má tôi, tất nhiên là phải dành riêng cho anh rồi. Hay quá, ở đây còn sướng hơn ở nhà trọ nữa. Cảm ơn chị Tố Phương nhiều nha. Anh coi nè, đây là ban công, toilet thì ở bên kia. Trong này có khăn mặt, kem đánh răng. Cảm ơn chị nha. Còn tôi và anh Kiệt ở trên lầu, nếu có chuyện gì cần cứ kêu tôi nha. Ồ Vậy anh ngủ sớm đi ha. Bye bye chị Tố Phương. Ừ. Nè chị Tố Phương. Hả? Tôi muốn lấy đồ kẹp áo á. Lấy đồ kẹp áo? Lại á. À, anh muốn đồ móc áo phải không? Trong tủ có rồi. Không phải đâu, bởi vì mỗi khi tôi ngủ á, tôi ngáy lớn tiếng, sợ làm phiền mọi người, nên tôi muốn lấy đồ kẹp áo. Kẹp nó lại, kẹp cái lỗ mũi, kẹp cái miệng, vậy là không phá giấc ngủ của mọi người. Không sao đâu anh Miêu Mập à, chỗ này cách âm rất tốt, chúng tôi không nghe thấy đâu. Nè anh ngủ sớm đi. Ồ, cảm ơn chị nhiều. Vậy tôi ra ngoài nha. Ồ, chị Tố Phương ngủ sớm nha. Miêu Mập không thể ngủ sớm như vậy được, bởi vì tôi chưa làm bài tập mà. Làm bài tập trước đã. Trời ơi, cái ghế này có chân biết chạy sao vậy ta? Trời ơi. Miêu Mập mà không học á, chỉ là đồ bỏ đi, lớn lên sẽ làm ăn xin đó. Má dạy vậy á. Sao khuya rồi con tìm má? Có phải còn bực tức không? Không phải. Nhưng mà... Nhưng mà sao cứ ấp a ấp úng vậy? Con không thích Miêu Mập ở đây có phải không? Bây giờ không phải là vấn đề thích hay không thích, mà là tại sao má lại kêu người ta vô ở đây? Con có thời gian lo cho má không? Má khó khăn lắm mới tìm được Miêu Mập. Con có biết là má vui mừng lắm không? Con biết, nhưng mà anh ta... Có phải con không thích Miêu Mập sống chung với má không? Hình như con sợ Miêu Mập sống ở đây thì phải. Không phải. Nếu má muốn có người bầu bạn, má cứ kêu Tố Phương, con kêu cổ ít ra ở cửa tiệm hơn. Nếu kêu nó ra ngoài ít hơn, trước sau gì cũng phải ra ngoài thôi. Hơn nữa, vợ chồng con ít khi nào ở nhà, con có thời gian lo cho má không? Nè, má hỏi con có thể ở nhà bao lâu? Con có nghĩ giùm cho má không? Má cũng là một con người mà. Ngày nào cũng bỏ má ở nhà một mình, con không sợ má buồn đến bệnh hay sao? Nè, nếu con muốn Miêu Mập ra đi á, thì con phải tìm một lý do chính đáng hơn. Được rồi, sao cũng được. Má muốn sao thì muốn. Nhưng mà dự định cho Miêu Mập ở lại bao lâu vậy? Má cũng chưa nghĩ tới nữa. Nhưng mà nếu nó sống ở đây suốt đời, má cũng bằng lòng nữa đó. Không được đâu. Sao lại không được? Má cho con biết nha, nếu con không sanh cháu cho má, má sẽ cho nó ở đây luôn. Nè, má cho con biết, không chừng má sẽ nhận nó làm cháu nội nữa đó. Má, tới giờ rồi, con phải đi ngủ đây. Coi con kìa, má nói với con là muốn có cháu bồng, thì con lại đánh trống lảng rồi. Má nghỉ ngơi nha, ngủ ngon. Cái thằng, anh chưa ngủ sao? Anh định coi xong tạp chí sẽ đi ngủ. Ờ phải rồi, ngày mai em đừng ra cửa tiệm nha. Em ở nhà trông coi má và Miêu Mập. Em thấy con người của Miêu Mập cũng tốt lắm. Má muốn anh ta ở lại đây thì chiều má đi, còn hơn em phải ở nhà chăm sóc má. Ở cửa tiệm đâu phải là không có người làm. Em nghĩ một bữa không được sao? Việc của anh là quan trọng, việc của em không quan trọng sao? Anh không phải quen ở nhà luôn. Ở nhà chỉ có hai người, Miêu Mập lại không phải là người thân, anh không yên tâm. Hay là vậy đi, em ở nhà hai ngày, nếu họ không có gì thì em lại ra cửa tiệm. Làm ơn đi, coi như giúp anh được không? Thôi được rồi, em sẽ nghe lời anh. À phải rồi, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa đó.
anh cứ nhúc nhích hoài làm sao em ngủ. Không, ngủ không được. Nên ra ngoài coi cửa đã khóa chưa. Trước kia anh đâu có như vậy đâu. Nhà mình chỉ có một người khách thôi chứ đâu phải là ăn trộm. Anh lo lắng gì vậy? Mau ngủ đi. Ai đó? Con là Miêu Mập nè. Miêu Mập nào vậy? Sao mà thức dậy sớm quá? Lại thêm một người quản thúc mình nữa rồi. Ráng dậy đi. Giờ này bà nội còn ngủ nướng được nữa. Đúng là mèo lười biếng. Bây giờ mấy giờ rồi Miêu Mập? Bây giờ là 8 giờ mấy rồi đó. Vào giờ này ở dưới quê bè dịch đã thức dậy đi tập thể thao và ăn sáng hết rồi đó. Cho nên con muốn bà thức dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi xuống ăn sáng với con. Cảm ơn bà, cảm ơn. Anh Miêu. Anh đang làm gì vậy? Tôi đang tập thể thao mà. Bởi vì ngủ sớm dậy sớm sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thôi được rồi, anh muốn ăn món gì tôi làm cho anh ăn. Chị Tố Phương làm điểm tâm cho tôi ăn. Vậy cảm ơn chị nha. Vậy anh muốn ăn món gì? Món gì tôi ăn cũng được hết đó. Phân mà không thối tôi cũng ăn á. Thôi được rồi, anh ra ngoài chờ chút đi, lát nữa sẽ có ăn. Được, cảm ơn chị nha. Bà nội, chào buổi sáng. Chào con. Mình đi ăn điểm tâm rồi. Được. Chào má. Chào con. Nè, mang yến mạch trước đi, con sẽ chiên trứng sau. Cho chị Phương nấu điểm tâm thiệt là thơm ngon đó nha. Thơm cái gì mà thơm, ngày nào cũng vậy. Nè, mình ra ngoài ăn đi ha. Sao hả? Con thấy rồi đó, ăn hoài vậy cũng chán, phải đổi khẩu vị thôi. Má, thức ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ lắm, không tốt cho sức khỏe của má đâu. Nhiều dầu mỡ thì sao, ăn thạch tín một lần cũng đâu có sao. Bà nội ơi, sao bà không ăn thử miếng đi? Trời ơi, cần gì phải thử, ngày nào lại không vậy chứ. 10 năm y như một ngày vậy đó. Thôi đi, má, thực ra má muốn ăn món gì con sẽ nấu cho má ăn. Cho dù má nói cho con biết, con cũng không có biết nấu, đừng có làm phiền má nữa. Như vậy đi nha, ta đi thôi. Ra ngoài ăn ngon, má, má. Im lặng, im lặng. Đây không phải là khu giải trí. Hát hò lớn tiếng như vậy là quấy rầy sự nghỉ ngơi của bệnh nhân đó. Anh ra ngoài đi. Anh Thế Kiệt. Anh không nghe tôi nói gì sao? Tôi kêu anh ra ngoài. Nè, có chuyện gì vậy? Miêu Mập trở về thăm bọn trẻ, quan tâm tụi nó không được sao? Nhưng không phải quan tâm bằng cách này. Như vậy sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của bệnh viện. Anh Thế Kiệt à, tôi xin lỗi nha. Vậy tôi sẽ không hát nữa. Tôi hứa là không quấy rầy đến người khác. Nếu quay lại tôi còn thấy anh, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây đó. Nè, Miêu Mập à, chúng ta đừng có hát nữa ha. Các em nhỏ à, hôm nay chúng ta sẽ không hát quấy rầy đến người khác nữa. Sao thi công là không cho hát nữa vậy? Phải không cho hát thì thôi. Anh chơi. Cô Mạc à, bọn trẻ uống thuốc chưa vậy? Anh Miêu về tới đây là tụi nhỏ chịu uống thuốc liền à. Nè nè, con nghe thấy chưa? Miêu Mập mà nó giúp con đó, không phải là hại con đâu. Sao con coi nó như kẻ thù vậy? Ma, con đi thăm bệnh nhân. Anh Thế Kiệt hình như có vẻ không được vui thì phải. Có lẽ quá nhiều việc làm tâm trạng không được vui. Phải á, nhiều việc làm quá, vất vả quá nên vui sao được ha. Nó đi rồi, mình mau vô trỏng tìm một trò chơi gì khác chơi với bọn trẻ đi nha. Bà nội, con muốn đi toilet á. Đi nhanh lên đi, coi chừng đi ra quần đó. Đi nhanh lên. Chú còn sốt đó, nhớ phải uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều nha. Cô y tá sẽ chăm sóc chú.
chú ơi, nếu chú thật sự là bị sốt á, chú phải uống thật nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều chút. Lát nữa cô y tá sẽ kêu chú đi tiểu tiện, chú không cần phải lo mắc tiểu đâu. Ủa, anh Thế Kiệt, sao anh không chờ tôi ạ? Phó viện trưởng à, phim chụp X-quang của bệnh nhân phòng số 28 đã có rồi. Chúng ta tới đó xem. Dạ. Anh Thế Kiệt à, sao hôm nay anh lại giận tôi vậy? Không có. Tại sao tôi lại giận anh? Có chứ, anh gặp mọi người thì anh cười với họ, sao anh gặp tôi anh lại không có cười gì hết chứ? Được chưa? Qua wow, hàng răng của anh Kiệt á, cũng đều thật á, nhưng mà hình như còn hơi vàng khè khè luôn. Bác sĩ à, bệnh của tôi đã khỏi rồi, tôi ra viện được chưa? Bác nhớ uống thuốc đúng giờ, tuần sau nhớ tái khám nha. Chúc mừng bác, ngày mai bác có thể xuất viện. Vậy chúc mừng bác nha, ngày mai con sẽ đến chào tạm biệt bác nha. Anh Thế Kiệt, anh Thế Kiệt à, anh làm ơn chờ tôi với. Anh đừng quấy rầy tôi làm gì được không? Không phải vậy đâu, tôi thấy anh vất vả quá nên muốn giúp anh một tay thôi mà. Anh muốn giúp tôi phải không? Phải á. Vậy anh giúp tôi kêu luôn má tôi tới phòng làm việc, tôi kêu Tố Phương đưa hai người về nhà. Vậy là anh không kêu tôi giúp anh mà anh muốn kêu tôi về nhà thôi. Anh hiểu thì tốt rồi. Phó viện trưởng à, có một bệnh nhân muốn ông ký tên để xuất viện. Ờ được à, cảm ơn cô. Anh Thế Kiệt à, anh cho tôi giúp anh đi có được không? Hả? Có được không vợ? Tôi gian xin anh đó. Có được nè, không? Cảm ơn nha. Có được không hả? Anh quên lúc nãy tôi nói gì sao? Tôi nhớ chứ. Anh kêu tôi đi kêu bà nội vào phòng làm việc đợi, để anh kêu chị Phương chở túng tôi về nhà, có phải vậy không? Sao anh còn không đi? Vậy tôi phải đi toilet trước đã. Nè, nếu anh không phản đối á, tôi sẽ đi toilet đó. Alo. Nè Phương à, anh kêu em coi chừng má và Miêu Mập mà, sao em lại đi làm? Tại má nói với em là má. Thôi đừng nói nữa, tới bệnh viện đó họ về đi. Được thôi, em sẽ tới liền. Nè anh Kiệt ơi, chỉ còn 3 miếng bánh mì thôi nè, anh có ăn không vợ? Tôi no rồi. Bác Tài ơi, làm ơn dừng lại ở trước cánh cổng đằng kia. Không được dừng, mèo quẹo phải. Quẹo phải đi. Má không muốn đi đâu, má muốn đi ăn cơm. Hồi nãy má dành Miêu ăn bánh mì rồi còn gì. Ăn bánh mì rồi thì sao? Bây giờ má muốn ăn nữa. Má muốn tới tiệm ăn Tây Hồ đó. Nếu má còn đói bụng về nhà đi, con sẽ nấu cơm cho má ăn có được không? Con biết cái gì mà nấu. Nè Miêu Mập à, chúng ta xuống xe đi. Bác Tài dừng xe lại. Tôi bảo dừng xe đó. Nè Miêu Mập, con theo má xuống xe làm cái gì? Má, má đừng có giận mà. Má muốn tới tiệm ăn Tây Hồ, con sẽ kêu xe chở má đi mà. Chở má tới đó hả? Sao không nói sớm đi, làm má phải đón chiếc xe khác rồi. Nè Bác Tài à, làm phiền anh đưa họ tới tiệm ăn Tây Hồ. Được. À, cảm ơn. À, Miêu Mập, sao không lên xe đi? Bà nội ơi, làm vậy là không có đúng đâu. Phương lo cho bà như vậy, sao bà ăn cơm mà không kêu chỉ như vậy chứ? Muốn kêu thì con kêu đi. Con không có kêu đâu, bởi vì là bà không đúng chứ không phải là con không đúng đâu. Nè, con còn đứng đó làm gì hả? Sao không lên xe đi? Không đói bụng sao? Dạ. Ông Mã. Bà qua hả? Tới ăn cơm hả? Bà nội nói không muốn ăn cơm ở nhà mà muốn tới đây ăn cơm, còn dẫn chị Tố Phương tới nữa. Chị Tố Phương là vợ của anh Thế Kiệt đó. Thì ra là vợ của bác sĩ Hoa hả? Mời ngồi. Bà Hoa. Được rồi. Bà Hoa, bà ngồi đây nha, để tôi cho người tới kia món ăn. Được. Bà nội à, con đã nói là ông Mã mà gặp được bà là vui lắm á. Không phải gặp được ta là vui, mà gặp được thực khách cho nên mới vui thôi. Bà Hoa, bà mới tới hả? Mời bà dùng trà nha. Miêu Mập, anh Phát Tài rồi đó. Bây giờ anh làm thực khách, bắt tôi phải tiếp đãi anh nữa chứ. Không có liên quan gì đến tôi đâu. Bà nội thích tôi đi chơi chung với bà. Nè, bà có vấn đề sao? Không, con chỉ nói chơi vậy thôi. Bà dùng trà. Phải rồi, chị Hiền này á, chị thích nói chơi lắm á. Không ngờ đây buôn bán đắt như vậy, đông khách quá. Phải rồi đó, anh nhân đầu bếp á, làm không nghỉ tay luôn đó. Vậy tôi phải vô phụ ảnh một tay mới được đó. Nè, con ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta đến ăn cơm, để mọi người tiếp đãi một bữa mới được chứ. Chị Hiền à, vậy xin lỗi nha. Không có gì đâu. Phải rồi bà Hoa, hôm nay bà muốn ăn món gì vậy? Cho món há cảo Đông Ba đi. Dạ. Cá chiên Hàng Châu, tôm xào Cung Bảo, sau đó một món cải mặn thịt ba rồi, đủ rồi.
Má, mấy món này nhiều dầu mỡ lắm, hay là đổi món khác đi. Má không biết gọi, vậy con gọi đi. Bà nội ơi, bà lớn tuổi rồi, bà ăn nhiều dầu mỡ quá sẽ không tốt cho sức khỏe của bà đâu á. Nếu bà nội mà mập ú ù như con vậy là bà sẽ thành một bà già mập nút nít, sẽ không nhanh nhẹn nữa đâu á. Hay là vậy đi, bà hãy gọi những món nào mà không có nhiều mỡ và còn ngon miệng nữa. Có được không vậy? Có được không? Con nói như vậy cũng có lý lắm. Hay là vậy đi, thôi thì đổi cơm mặn ba rọi thành cơm mặn thịt nạc. Cá thì không cần đổi, cá ăn sẽ thông minh hơn. Còn tôm xào cung bảo thì đổi thành tôm hấp đi. Còn há cảo đông ba thì không cần nữa, có phải không? Gọi một dĩa cải luộc là được rồi. Chà, bà nội thông minh thiệt nha, thoáng cái là đổi hết món ăn rồi á. Ta tất nhiên là thông minh rồi. Con làm liền, lát nữa sẽ có ăn ngay. Thôi mà chị Hiền à, sao hôm nay không thấy cô dâu nhỏ ở đâu hết vậy? Hôm nay Mã Lợi một mình lo không xuể cho nên chị Quyên phụ nó một tay rồi. Bà nội à, con muốn đi gặp cô dâu nhỏ một chút á. Đi. Đi mà rồi về sớm, nếu không ta sẽ ăn hết không để dành cho con đâu đó. Dạ cảm ơn bà nội. Chào anh Nhân. Anh Miêu đi về rồi hả? Cô dâu nhỏ đâu? Anh Miêu. Chị Mã Lợi. Miêu. Phải rồi, bà nội dẫn anh và chị Phương tới ăn cơm nên anh vô thăm mọi người đó. Cũng tại không có anh ở đây nên chúng tôi phải làm rất nhiều việc đó. Không có tôi mọi người vất vả lắm, có phải không? Không mà chết mới là lạ. Nếu vậy để tôi phụ một tay ha. Không cần anh đâu, anh mặc đẹp như vậy con khéo lại làm dơ áo anh đó. Nếu bị dơ thì có thể giặt lại mà. Không cần phụ đâu mà. Phải rồi, anh ở nhà bà Hoa có quen không vậy? Căn nhà của bà Hoa lớn lắm á. Bà Hoa còn cho anh một căn phòng rất là lớn nữa. Căn phòng của anh lớn lắm sao? Phải đó, căn phòng lớn lắm á. Cô dâu nhỏ à, bộ lâu rồi em không gặp anh Minh hay sao chứ? Anh bận chuyện làm ăn, làm gì rảnh rỗi. Em nghĩ kỹ rồi, bây giờ em đã tìm được việc, công việc là rất ổn định, còn có thời gian để đi học thêm. Hy vọng sẽ có ích cho tương lai đó. Má anh nói đi học rất là bổ ích đó. Anh còn nhớ hồi nhỏ anh học cũng rất giỏi. Nhưng mà giỏi nhất là em trai lớn nè, em gái lớn. Còn gái nhỏ thì thuộc loại khá thôi, còn út nhỏ thì anh hoàn toàn không nhớ. Anh yên tâm đi, má anh phù hộ anh tìm được các em của anh mà. Phải đó, má anh sẽ phù hộ anh tìm được các em của anh. Cô dâu nhỏ à, em rửa cải còn giỏi hơn Mã Lợi á. Phải rồi, nhưng thua anh thôi. Anh không phải cái gì cũng giỏi đâu, nhưng mà rửa cải thì giỏi hơn em á. Ăn no rồi tính tiền đi. Tính tiền đi. Cái mặn thịt nạc mà hay gì? Người ta đem lộ thì phải á. Ăn đi bộ ổn đó. Hiền à. Gì vậy bà Hoa? Cái mặn thịt nạc của tôi đâu rồi? Bà chờ một lát nha, tôi đi hối nhà bếp. Tiểu Tịnh à, hả? Em vô nhà bếp phải không? Sẵn tiện hối món cái mặn thịt nạc của bà Hoa nha. Cái mặn xào thịt nạc, tôi chết rồi. Em mang lộn bàn đó chị ơi. Hay anh ăn hết rồi hả? Trời, đâu có kêu đâu sao lại ăn chứ. Ai biết đâu, tôi tưởng chủ tặng không. Thì ra cô nhầm lẫn hả? Vậy đem đi, đừng tính tiền nha. Nè, tôi đã thấy hết rồi. Tôi còn nghe nữa đó, chính là cậu đã nói mà. Ăn được thì đừng có bỏ uổng mà, có phải không? Cậu có kêu món này không? Cậu không kêu sao cậu lại ăn chứ? Ăn rồi phải tính tiền. Hả? Có lý nào lại như vậy? Có lộn hay không đó? Thôi bỏ đi. Má à, không phải việc của mình mà. Ai nói là không phải việc của mình? Món ăn là má gọi mà. Hả? Nếu con sợ á thì tránh sang một bên đi. Bà Hoa, có chuyện gì ạ? Ông hỏi họ đi. Ông chủ à, món ăn này chúng tôi không gọi, là cô này nhầm lẫn, không được tính tiền à. Hả? Anh bạn à, anh ăn gần sắp hết rồi, tất nhiên là phải tính tiền chứ. Trong hóa đơn không có ghi món này. Nếu trong giấy có ghi thì tôi sẽ trả. Còn nếu không sao là bắt tôi trả chứ. Nè cậu thật là trơ tráo nha ông ạ. Báo công an. Phải báo công an phải sao? Nè bỏ đi ông chủ à. Bỏ đi má à. Món này coi như con sẽ trả. Sao lại bỏ qua chứ? Nè sao con phải trả tiền? Có lý nào như vậy chứ? Các người ăn rồi bắt chúng tôi trả tiền là sao? Hả? Không thể nói với bà nữa. Giấy ghi bao nhiêu trả bao nhiêu. Nè rồi. Không được. Quay lại. Đồ vô lại. Thôi bỏ đi má. Sao con lại ngăn cản má chứ? Con không thấy má đang tính tiền sao? Nè con thật là vô dụng. Đừng để tao gặp lại tụi bay đó. Bà nội à, bà đừng có giận dữ như vậy mà. Phải đó, chị Phương sẽ xảy ra chuyện thôi mà. Xảy ra chuyện gì chứ? Cũng tại các người phục vụ không tốt thôi. Bà nội à, bà đừng có giận nữa mà. Mình ăn cơm đi ha. Còn ăn cái gì nữa? Tức muốn canh hông rồi đây nè. Không ăn nữa, không ăn. Dê. Má. Cái gì mà má nữa. Thiệt là vô dụng mà. Má à. Bà nội hình như là giận dữ lắm đó. Bây giờ làm sao đây anh Miêu? Chị Tố Phương à, chị đừng có sợ. Để tôi đi dỗ dành bà nội cho. Bà nội ơi,
Bà nội, mở cửa cho con đi, con là Miêu Mập. Có chuyện gì? Bà nội, sao bà vừa về nhà thì đóng cửa phòng lại liền? Ta tức muốn chết nè, đừng có khuyên ta nữa, ta không có nghe đâu. Con thấy bà có vẻ giận dữ. Tất nhiên rồi, ta giận lắm đó. Vậy con phải đi đâu thôi? Nè 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 nè, con đứng lại đó. Sao lại bỏ đi chứ? Bà giận quá, con sợ bà đuổi con về, chỉ bằng con tự đi đi, mình không cần làm phiền đến người khác nữa. Không liên quan gì đến con, sao khi không con lại cuốn gói bỏ đi chứ? Sao không liên quan đến con chứ, con muốn nói chuyện với bà được không? Vô đi. Ồ, bà nội à, hồi nãy bà kêu nhiều món ăn như vậy, ăn không hết là uổng phí lắm, thiệt là. Đành phải chịu thôi, hôm khác mình ăn. Ồ, ta hỏi con chuyện hôm nay, hai thằng đó thiệt là vô lại mà, ha. Con nói đi, nó không biết đớp chát lại còn binh vực cho người ta nữa. Cho dù bị đánh gãy răng nó cũng không chịu lên tiếng nữa. Lúc nào nó cũng nhường nhịn người ta. Vô dụng. Thiệt là vô dụng. Bà nội à, bà mà giận như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu đó. Không được đâu. Ta sắp chết đến nơi rồi đây nè. Đừng mà bà nội, bà đừng có chết mà bà nội. Con cũng nỡ xa bà nội. Thôi Miêu Mập bà, ta không nỡ chết đâu. Bà nội đừng có giận nữa. Chị Tú Phương. Má, lúc nãy má chưa ăn gì hết, hay là con nấu mì cho má ăn nha. Ta không ăn đâu, ta tức cũng đủ no rồi. Bà nội à, bà vừa nói là không có giận mà. Vậy con xin bà ăn tí gì đi, có được không nội? Được rồi, ăn. Chị Tú Phương à, chị mau nấu mì cho bà nội ăn đi, bà nội đói bụng lắm rồi. Được rồi. Bà nội, bà không giận, gương mặt của bà đẹp lắm á. Thiệt mà. Ai đó? Xin hỏi bà qua có nhà không? Cô, trời ơi, cô bé, cô đẹp lắm á. Cô là ai hả? Vậy chú là ai vậy? Tôi là Miêu Mập á, xin hỏi quý danh. Sao chưa hề thấy chú? Phải đó, tôi cũng chưa hề thấy cô á. Yên Nhi hả? Nè, vô đây. Bà chờ cháu lâu lắm rồi đó. Nè, ngồi xuống. Miêu Mập à, để ta giới thiệu với con nha. Cô bé này á, là con gái của bạn Thế Kiệt, nó tên là Yên Nhi. Nó là bạn của bà, nó tên là Miêu Mập. Con Yên Nhi nó thông minh lắm, nó đi học năm nào cũng đậu hạng nhất hết. Nó yêu thích nghệ thuật, lại biết khiêu vũ, ca hát, rồi gãy đàn, thứ gì cũng biết á, lợi hại lắm nữa. Yên Nhi à, chú thổi kèn cũng hay lắm á, hay là chúng ta làm bạn bè đi ha. Chú dạy con thổi kèn, con dạy chú khiêu vũ có được không? Xin lỗi, tôi không thích thổi kèn và cũng không thích dạy chú khiêu vũ nữa. Ngốn. Yên Nhi à, con ở lại ăn cơm có được không? Dạ được. Ê, Yên Nhi, cháu tới rồi hả? Phương à, hôm nay Yên Nhi sẽ ở lại đây ăn cơm đó. Con làm món gì vậy? Dạ con sẽ, nè không cần nói đâu, ta vô coi thử đi. Alo má hả? Con sang cơm nhà bà qua. Bye bye. Phải đó, phải điện thoại thưa với má thì má cháu sẽ không lo lắng. Cháu thật là ngoan á, ngoan lắm. Ủa? Làm gì vậy? Cháu không cần phải sợ chú. Tuy rằng chú hơi khù khờ nhưng mà chú không phải là dê sờm đâu á. Yên Nhi à, con gấp thức ăn đi. Món nào cũng ngon lắm đó. Nhưng mà không có thịt. Ê, có canh rồi kìa. Chà thơm quá. Tới liền. Dạ, vậy là ăn cơm được rồi. Bà nội ăn cơm, chị Tố Phương ăn cơm, Yên Nhi ăn cơm. Ăn đi. Tuy là hơi gấp gáp nhưng mà xin lỗi cháu, coi như là có thể giữ eo. Như vậy mới tốt chứ má. Đúng ra ăn chay tốt cho sức khỏe hơn đó. Người đầu tiên phải giảm cân là Miêu Mập mà. Mình không cần phải giảm cân đâu. Ăn đi. Yên Nhi à, bà nội kêu cháu qua bển ăn trái cây kìa. Tôi no rồi. Ồ, vậy lát nữa đây ba má của cháu sẽ đến đón cháu về nhà phải không? Đúng không? Ba bận ra ngoài làm ăn, còn má thì đang ở văn phòng luật sư làm việc. Vậy chú sẽ đưa cháu về nhà, có chịu không? Không cần đâu, tôi về một mình được rồi. Ồ. Ủa,
Yên Nhi à, cháu thích phim truyền hình không dọ? Tôi không thích coi phim bộ. Vậy cháu thích trò chuyện với người ta không? Cũng không thích. Nếu vậy cháu có thích nghe người ta trò chuyện không dọ? Không thích. Vậy là cháu không thích trò chuyện, cũng không thích nghe người ta kể chuyện. Vậy cháu cũng giống như người câm người điếc. Tôi không muốn nói chuyện với người khù khờ, biết không? Cháu thiệt là lợi hại đó nha. Chú chưa nói là cháu biết chú là người khù khờ rồi. Cha hèn gì. Cháu Yên Nhi này á, cái gì cũng không thích, thật là đáng thương quá. Phó viện trưởng, tạm biệt. Tạm biệt. Nè, ông Trần làm sao vậy? Ông bị ngất xỉu tại nhà đó. Tại sao lại như vậy? Trước khi bệnh nhân xuất viện, anh có kiểm tra kỹ lại hay không? Trong bệnh án có ghi rõ, sáng nay khi đo nhiệt độ trong người, ông ta vẫn còn bị sốt. Sao anh lại cho ông ta xuất viện chứ? Xin lỗi viện trưởng, tại tôi sơ ý. Thế kiệt à, trước đây anh làm việc rất cẩn thận, không phạm sai lầm nào. Sao lần này lại sơ ý như vậy? Cũng may là bệnh nhân không có sao. Xem ra vốn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng anh nên biết chúng ta là bác sĩ, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng không thể phạm sai sót được, biết chưa? Tôi biết áp lực công việc của anh rất lớn, nhưng bệnh nhân đã trao tính mạng của họ cho chúng ta. Chúng ta nhất định không được phạm sai lầm. Tôi biết rồi viện trưởng, tôi hứa sẽ không có lần sau. Trời ơi, có phải không đó? Anh Thế Kiệt à, để tôi cầm cặp da giùm anh nha. Má tôi đâu? Bà nội đang tắm á, nếu anh muốn tìm bà nói chuyện thì anh phải chờ bà tắm xong cái đã. Anh mới về hả? Ừ. Anh lên lầu, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Anh có biết hôm nay em Thế Kiệt à, con về rồi hả? Má có chuyện muốn nói với con đó, con đi theo má. Lát nữa mới nói nha. Gì vậy má? Thế Kiệt à, vợ con á thiệt là má tức muốn chết luôn, thiệt tình. Sao? Lúc nãy em nói có chuyện muốn nói với anh mà, em nói đi. Còn gì để nói nữa chứ? Muốn nói thì má anh đã nói hết rồi, anh hỏi em làm gì? Em nên biết người già là vậy mà, ráng nhịn má đi. Anh muốn em nhịn má nhịn đến bao giờ? Nhịn suốt đời hay sao? Em muốn anh phải làm sao đây? Đuổi má đi sao? Em không hề nói như vậy. Thôi bỏ đi bỏ đi, anh đi tắm rồi ngủ sớm. Đi đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm. Anh đi tắm đây. Em sao vậy? Em đi toilet.
Có chuyện gì khiến em bực bội phải không? Không có gì, em đang buồn ngủ. Anh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa đó. Ngủ đi. Qua đi lại làm gì vậy? Ngủ. Anh làm sao mà ngủ được? Suốt đêm cứ như vậy hoài. Em đã nói là không có gì hết. Không có gì đâu. Ngủ đi. Không có gì mà như vậy sao? Vừa về thì em đòi nói với anh. Gặp má xong lại nói là không có gì. Suốt đêm cứ trăn trở không ngủ, anh làm sao mà ngủ được? Anh khó chịu lắm em có biết không? Em có biết không? Em cứ như vậy hoài thì làm sao anh ngủ được? Hả? Ngủ nè. Ngủ nè. Kẹt. Có chuyện gì vậy? Hả? Không có gì, xử lý làm bể đèn thôi. Ê, con biết bây giờ khuya lắm rồi không? Hả? Bây giờ mà còn cãi nhau nữa. Trời, điện thoại này hư rồi á, không có gọi được nữa đâu á. Bỏ xuống, đi ra ngoài, bỏ xuống. Con làm gì lớn tiếng vậy? Chán sống rồi hả? Đồ điên khùng. Mà kệ nó đi. Sao anh Thế Kiệt dữ quá vậy? Sao ảnh lại nạt nộ mình vậy chứ? Không lẽ anh nổi khùng thiệt hả? Trời ơi, ảnh mà nổi khùng thì sẽ chém người ta đó. Tại sao không ngủ được vậy? Ơi. Coi chừng đứt tay đó. À. Em ngủ sớm đi, ngày mai còn phải ra cửa tiệm. Em biết rồi. Anh Thế Kiệt là bác sĩ, nếu bác sĩ bị bệnh vậy có cần tìm một bác sĩ khác để trị bệnh cho ảnh không ha? Nhưng mà tìm không được bác sĩ giỏi để trị cho ảnh thì sẽ trị chết ảnh đó. Mình không có nói đùa đâu, tin tức trên TV người ta nói vậy đó. Ê trời ơi, Miêu Mập à, con làm gì vậy? Bà nội à, con rất lo cho anh Thế Kiệt á. Tối qua trông ảnh lạ lùng lắm á. Ờ, ta cũng lo lắng cho nó lắm. Bà nè. Nội á, quần mắt của bà đen quá à. Hả? Vậy sao? Quần mắt của con cũng đen vậy. Nè, nếu con bị quần đen thì con không phải là mèo mập mà là gấu mập đó. Làm gấu mập cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Ê, ủa, chị Tố Phương mới thức hả? À, cho anh Miêu Mập chào má. À, Thế Kiệt nó không sao chứ. À, anh ấy không sao đâu, sáng nay anh ấy đi làm rồi. Vậy tối qua anh Thế Kiệt cũng không ngủ hả? Có ngủ chứ, có ngủ một lát. À, con đi làm điểm tâm cho má nha. Ờ, à, đi. Ủa, có điện thoại reo kìa. Nè, để ta nghe. Alo. Má à, hình như hả? Con để cặp da ở trên salon phải không? Ờ, à, được rồi. Má sẽ đem tới bệnh viện cho con ha. Không cần đâu, má kêu Tố Phương đem cho con đi. Con cần phải đi học gấp. Ờ. Cảm ơn má. Không có văn phòng vậy nó đi đâu kìa. Ê, bà qua, bà mới tới hả? À, phó viện trưởng của cô đi đâu rồi? Giờ này ông ta đi thăm bệnh nhân rồi. Bà ngồi đợi một lát, ông ấy sẽ quay lại ngay. À, được rồi. Miêu Mập à, con ở đây nha. Ta đi vô nhà vệ sinh chút. Ờ, bà đi mau mau nha, không thì tiểu ra trong quần bây giờ. Nói bậy không. Anh Miêu. Ủa? Anh đến tìm các em nhỏ chơi phải không? Không phải đâu, vì anh Thế Kiệt bỏ quên cái sắp hồ sơ này nè, nên tôi và bà nội đem tới cho ảnh đó. Cô đừng có trách ảnh nha, tại ảnh mãi mê làm việc nên mới bỏ quên. Cũng như tôi vậy nè,
có khi tôi mê làm bài tập quá nên tôi cũng quên đi nhà vệ sinh để tiểu tiện đó. Là thiệt đó, cô đừng có cười tôi nho. Cô y tá ơi, bác sĩ Hoa làm việc ở đây vất vả lắm phải không? Phải rồi, phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân mà. Cho vậy bác sĩ Hoa chắc là giỏi lắm ha. Anh Thế Kiệt giỏi như vậy, tôi nghĩ em trai của tôi cũng giỏi không kém đâu á. Em trai anh? Phải á, em trai của tôi cũng là bác sĩ á. Anh tới đây làm gì? Tôi kêu anh đừng có thường xuyên tới đây, sao anh còn tới? Còn quấy rầy người ta làm gì? Phải tôi đâu mà. Tóm lại tôi không muốn thấy anh ở đây. Tôi chỉ muốn lấy hồ sơ này cho anh, sau đó tôi sẽ về mà. Ê, nè, con làm gì vậy? Miêu Mập đem sắp hồ sơ cho con không vui hay sao? Hả? Là Miêu Mập không đúng hả? Không phải, con đồ nói anh ta không đúng. Cảm ơn anh. Má, má về nhà đi. Nè, về nhà má sẽ tính sổ với con đó. Đi. Cô y tá ơi, anh Thế Kiệt, bye bye. Miêu Mập à, con có biết ai thích ăn bánh mì kẹp thịt này không? Bà nội đi mua về mà. Tất nhiên là không phải rồi, mua ở tiệm là người ta làm sẵn. Thật ra là của người nước ngoài ăn đó. Bà nội à, bà đừng có nói láo nữa nho. Tại sao ta phải nói láo chứ? Con coi nè, ở trong này tuy có rất nhiều thịt, nhưng mà so với điểm tâm Trung Hoa trong mấy quán trà thì còn thua xa lắc cả, phải không con? Vậy tại sao bà lại thích ăn vậy chứ? Đơn giản thôi, con cũng biết là ta rất quý thời gian, đã nhiều việc làm, mua bánh này ăn tiện hơn. Bà nói cũng chứ phải à. Ê, bà Trương. Ê, bà Hoa. Ê, trời ơi bà Trương, bà Hoa. Ê, tôi thấy hai vợ chồng bà như hình như bóng vậy, sao hôm nay có một mình bà vậy? Tại tôi muốn ăn món xôi nếp cho nên kêu anh đi mua rồi. Không phải bà muốn ăn mà là con của bà muốn ăn. Bà Hoa, anh Miêu, sao đúng lúc vậy? Mua rồi hả? Cho tôi ngửi thử coi. Da thơm quá thì. Có phải mới vừa ra cửa quẹo là tới liền cái tiệm đó bán đó có phải không? Phải là tiệm đó đó. Tiệm đó bán ngon lắm. Miêu Mập à, mình đi mua ăn đi con. Dạ được. Không có được đâu, ông chủ hôm nay có việc bận nên đóng cửa rồi. Thiệt là tiếc quá. Bà nội không cần tiếc rẻ đâu, mình tự làm ra được mà. Tố Phương làm không có ngon, còn ta thì ta không có biết làm, nhưng mà ta cũng biết cách đôi chút. Bà nội, bà dạy con đi, con làm được mà. Con làm được sao? Được mà, anh Nhân dạy cho kỹ thuật nấu nướng đó. Vậy con phải nghe lời ta chỉ huy đó. Yes madam. Chúng ta về nhà. Miêu Mập à, sao ta thấy con cứ xào tới xào lui, không thêm gia vị gì hết. Bà nội à, nếu chúng ta chưa xào nếp săn hạt á, thì không thể nào bỏ nguyên liệu vô được đâu. Bà làm ơn đừng có nôn nóng quá mà. Với lại bà đừng có làm phiền con nữa, làm ơn ra ngoài trọ đi. Trời ơi, đầu bếp lớn ơi, ta không làm phiền con nữa. Ta đi coi tivi, ta sẽ chờ ăn xôi nếp của con ha. Vậy mới ngoan chứ. Cái thằng Miêu Mập này thiệt là dễ thương á. Để ta coi tin tức coi. Ê trời ơi. Ây da. Miêu Mập à, nhanh lên đi, ta đói bụng lắm rồi. Ta phải ăn xôi nếp đó. Má. Dài rồi hả? Bên ngoài trời mưa lớn lắm. Vào mùa này tất nhiên là hay mưa rồi. Miêu Mập à, nhanh lên, ta đói bụng lắm rồi. Ta muốn ăn trái cây.